để ghi điểm trước anh trai của người yêu, Ben quyết tâm theo chân ông anh làm nhiệm vụ tuần tra. Với bản tính láu táu và nhát gan, Ben đã khiến cả hai rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Không, vẫn lái được mà anh, mới bị thùng phía sau thôi. Giờ thì hết lái được rồi. Cùng cười sảng khoái với bộ phim hài hước, đồng hành, phát sóng trên kênh HBO.